Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên Và hôm nay với video này Uyên muốn mang đến cho các bạn một niềm vui nho nhỏ Khi mà mình làm một cái thủ thuật Double Exposure giống như là phim Reason Break Hồi năm ngoái khi mà coi phim Reason Break Season 5 Thì Uyên thấy có một cái hình rất là ấn tượng Đó là hình mà Double Exposure giống như Uyên đang mở ở đây nghĩa là hai bàn tay che lên mặt và nó hiển thị ra một khuôn mặt của một người khác. Chắc hẳn là bạn nào năm ngoái coi phim này thì cũng đều nhớ đến cái hình này hết ha, là một cái rất là ấn tượng. Thì hôm nay Uyên cũng hướng dẫn cho các bạn làm hiệu ứng giống như thế này. Nghĩa là nó không phải giống hoàn toàn 100% đâu nhưng mà nó cũng mang lại cái hiệu ứng là che mặt đi và hiển thị ra khuôn mặt giống như vậy ha. Đầu tiên thì các bạn phải có hai cái stock. Một cái stock tay che mặt như vậy và một cái stock nhìn thấy khuôn mặt mình không có tay thì đây là tấm hình bạn của Uyên cho nên là Uyên không share stop cho các bạn được cho nên là bạn nào muốn làm video này thì có thể là tự chụp hai tấm hình giống như Uyên chụp ở đây nghĩa là có thể chụp bạn bè mình hoặc là chụp bất kỳ ai đó cùng một góc chụp nha cùng một ánh sáng một tấm để tay lên che mặt và một tấm thì nhìn thấy mặt sau khi mà các bạn đã có hai tấm hình như thế này rồi thì các bạn dùng tấm hình mà không có tay đó làm một layer đặt lên trên cái hình mà có tay che mặt. Ở đây thì để dễ phân biệt, Uyên đã đặt tên hai layer khác nhau rồi. Một cái là Face và một cái là Hand. Các bạn có thể so sánh ha. Thì bây giờ với cái layer Face này, Uyên sẽ đổi Blending Mode cho nó là Multiply. Các bạn thấy khi mình đổi Multiply thì nó đã hiển thị khuôn mặt lên giống như thế này. Và như vậy thì cái mặt mình nó hơi bị tối. Cho nên là các bạn add thêm một cái Adjustment Layer là exposure. Với cái exposure này, các bạn sẽ tăng cái exposure lên. Giảm thanh gamma xuống để hình mình nó bớt bớt rực á, nó sẽ sáng cái khuôn mặt lên như thế này ha. Tiếp theo là các bạn sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Shift E để các bạn tạo thành một cái layer tổng hợp là cái layer 1 này. Tạm thời các bạn tắt cái layer 1 này đi tắt cái khuôn mặt đi. Các bạn chọn vào layer bàn tay ở phía dưới này. Các bạn nhấn Ctrl J nhân bản cái layer bàn tay này lên. Rồi các bạn cũng đổi Blending Mode cho nó là Multiply. Lúc này các bạn chọn Active vào cái layer Exposure phía trên này. Nhớ nha, chọn Active vào cái layer Exposure này. Sau đó cũng nhấn tổ hợp phím giống hồi nãy. Ctrl Enter Left Shift E. Chúng ta có được một cái layer tổng hợp là layer 2 ở đây. Với cái layer 2 này, các bạn sẽ kéo lên trên layer 1. Bật cái layer 1 này lên. Với layer 2 này chúng ta sẽ giữ phím Alt, click vào create một cái layer mask. Sẽ cho nó một cái layer mask màu đen để nó che hết tất cả cái hình đi. Bạn thấy nó che hình mình đi rồi ha. Thì lúc này bạn sẽ dùng brush màu trắng tô vào cái phạm vi bên ngoài này để lấy lại hình cái bàn tay các bạn lấy luôn phần tay ở phía dưới này ha tay bên trái này cũng vậy nè lấy cái ngón tay này tô lại phần ngón tay phía trên này ha quá nhanh phải không nè đến đây thì chúng ta đã có được một tấm hình mà cũng giống với hiệu ứng đó rồi rồi lúc này các bạn có thể cân chỉnh lại một chút xíu cho nó đẹp nghĩa là các bạn có thể vào curve chỉnh tương phản lên một chút xíu với cái curve này ha các bạn cần chỉnh sáng lên này, tối xuống một chút để nó có tương phản hơn và sau đó các bạn add cho nó một cái lớp màu gradient map với cái gradient map này thì các bạn chọn nếu mà bạn nào không có những cái màu giống như yên ở đây này bạn có thể vào trong menu của cái hình hoa thị này các bạn chọn là photographic toning ha chọn cái này thì tự động nó sẽ tạo thêm cho các bạn một số cái gradient map rất là đẹp ở đây cái này các bạn có thể chọn một cái màu nào đó chọn blending mode là soft light còn là để normal đi giảm opacity xuống một chút các bạn để normal giảm opacity xuống một chút nó cũng đẹp ha không cần phải shopline chọn một cái màu nào đó đây ví dụ Uyên để màu này tới đây thì các bạn đã có được một cái sản phẩm double browser giống như là phim Jason Break Uyên hy vọng rằng bạn thích video này và giúp Uyên chia sẻ đến bạn bè của bạn. Cũng đừng quên subscribe kênh youtube của Uyên để có thể nhận video mới một cách nhanh nhất, khi subscribe bạn sẽ click luôn vào cái chuông kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.